Nguyễn Văn nói rằng là nên tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, triển khai công nghiệp cao của vùng Bắc Trung Bộ. Có cái cáo hạ thành đồng bộ hợp pháp. Thì cho nên cái tầm nhìn 2025 của Nghệ An, tầm nhìn là trở thành một tỉnh khá giả trong vùng Bắc Trung Bộ, cùng với Hà Tĩnh và Thanh Hóa, tạo nên một cực tăng trưởng mới, một cực tăng trưởng mới nổi về công nghiệp của cả nước, phát triển công nghiệp của các lĩnh vực là thế mạnh địa phương, đảm bảo môi trường, nâng cao đời sống hơn nữa, mức sống người dân ở vật chất và tinh thần hơn mức bình quân, mang mức bình quân chung là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài, cùng nhau giữ gìn phát huy nền văn hóa mong đặc sắc tinh hoa của nền kinh tế. Chúng ta nhìn như vậy không chỉ và chẳng ra và từng năm chúng ta. Tôi đặt không phải ngay 2020, tôi chỉ đặt ngay mức của cả nước, mà 2025 tôi chỉ đặt mức tổng. Trong đó có một mục tiêu mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh thân theo chúng tôi đấy. Cố gắng hơn nữa để cuối nhiệm kỳ này chúng ta có thể cân đối được cuộc sống. Tôi có một số cái chỉ đạo cụ thể thế này. Một là tiếp tục xây dựng thành phố Vinh là một thành phố hiện đại có tầm cỡ trong nước như thành phố Đà Nẵng, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững, để tạo ra việc làm, nâng cao đời sống người dân. Chính vì vậy mà các đồng chí cải thiện mạnh mẽ được đầu tư, năng lực cạnh tranh của Nghệ An của chúng ta. Chính vì vậy mà một tập trung một số cái việc mà chỉ đạo là tấm trong mới một số lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế, như là hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, rồi công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, và tiếp tục đầu tư nghiên cứu để phát triển tỉnh, sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế và đường bộ quốc tế. Bây giờ hình hài đã có, định hướng đã có, nhưng mà tập trung phát triển nó rất quan trọng, và tôi sẽ nói về phát triển. Còn như vậy, các đối tượng đã nói, các ông chỉ phải chú ý các quy hoạch, kéo phát triển xã hội, đô thị hóa, đặc biệt là lưu ý quy hoạch phát triển hệ thống di tích lịch sử văn hóa với kinh tế. Chính vì vậy tôi có đề nghị các chị có ý để nghiên cứu những vấn đề lớn trong tỉnh lớn như Nghệ An, có đa dạng phát triển vào một tiêu chuẩn như thế.